vô mà. Tổ công tác đặc biệt tại các phường xã thị trấn để sát cánh cùng người dân trong phòng chống dịch, trong đó tập trung tại vùng có nguy cơ cao và rất cao. Tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, duy trì các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, đi chợ thay cho người dân để thực hiện an sinh xã hội. Liên quan đến việc ra thank you.
Yeah. Oh.